Hình như tôi thấy anh quen quen. Võ Đường Vũ Thiên, Long Sông Cước. Tôi vẫn muốn tìm cơ hội thử sức với cú Sông Cước liên hoàn của anh. Tôi phải bỏ ngón đó rồi. Chuyện dài lắm. Nói tóm lại, vì ngón đó mà cuộc đời tôi sa vào ngõ cụt. Tôi đã thề sẽ không bao giờ sử dụng lại. Theo tôi, võ thuật không phải là nguồn gốc của bất hạnh. Tôi cũng nghĩ vậy. Võ thuật chỉ là một công cụ, quan trọng là người dùng nó vào việc đúng hay sai mà thôi. Bây giờ anh làm gì? Giám đốc công ty đầu tư dịch vụ sống tình. Tôi có người nhà ở nước ngoài, tìm kênh đầu tư ở Việt Nam. Tôi biết công ty này. Tiền thân là công ty cổ phần đầu tư New Life, sau đó tách ra độc lập. Không ngờ anh cũng quan tâm tới chuyện kinh doanh. Một chút thôi. Sống tình là một cái tên không thể bỏ qua, chứng tỏ là anh cũng bỏ nhiều công sức vô đó. Làm ăn đương nhiên đủ thứ cực, nhưng nó mang lại cho chúng ta nhiều niềm vui. Cũng nhờ vào nó mà tôi có được cô ấy. Cô ấy? Vợ tôi. À, bữa nào mời anh về nhà tôi dùng cơm. Vợ tôi nấu ăn thì khỏi phải chê. Tôi sẽ tới. Ăn được chưa bà xã? Dạ, sắp xong rồi anh. Anh lên lầu thay đồ nha. Anh đi nha bà xã. Anh Long, anh còn chưa ăn nữa mà. Anh có gì gấp phải đi. Dạ. Bữa tới anh có mời người bạn về nhà, em ráng trổ tài nha. Dạ, chỉ cần anh nói trước em chuẩn bị là được. Mà sao em không hỏi là anh mời ai? Em nghĩ là đối tác làm ăn. Bạn cũ, vô tình gặp. Dạ. Người này từng rất muốn làm đối thủ của anh, nhưng chưa có cơ hội. Nên anh coi anh ta là hai trong một, vừa là bạn, vừa là đối thủ. Đối thủ trong lĩnh vực gì anh? Võ thuật và một vài chuyện khác nữa. Nhưng nói chung quy lại, vẫn là một người anh em tốt. Thôi, anh đi đây. Dạ.
Em vẫn hay ngồi để uống trà đọc sách à? Không phải em, mà là ảnh. Chồng của em hả? Ừ. Hiện tại em đang làm gì? Hiện tại em đang viết kịch bản, lên kế hoạch sản xuất chương trình sự kiện cho một công ty truyền thông. Hôm nay em không đi làm sao? Em làm bán thời gian mà anh. Anh giám đốc là bạn của chồng em, khi nào cần thì họ mới kêu em lên công ty. Thường thì yêu cầu công việc chuyển qua email. Anh đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Thật ra thì anh còn nhớ em ít tiếp xúc với đám đông. Lúc trước em còn làm thư ký cho đoàn phim, em cũng hạn chế gặp mọi người và sâu khép mình, đúng không? Tánh em ưa khép kín nội tâm, từ nhỏ đã là vậy rồi mà. Cho nên em mới chọn công việc viết lách. Hiện giờ sự nghiệp viết lách của em tới đâu rồi? Anh cũng biết rồi đó. Tính em tham lam, từ thơ, truyện, kịch bản, phim, cái gì em cũng làm, nhưng cái gì cũng dang dở. Nhưng mà miễn sao em thấy vui là được rồi. Nhờ đó mà em hiểu được chính mình. Hiểu? Là sao? Đáng lẽ ra em không nên xuất hiện trong cuộc đời này. Ăn trưa giờ này liệu có sớm quá không? Bàn công chuyện trước, ăn uống sau. Tao tính thả con nhỏ, nhưng tôi không quan tâm. Ông muốn làm gì thì làm, tốt nhất cho nó vĩnh viễn biến khỏi cuộc đời này. Mày làm cho tao kinh ngạc quá. Không biết con vợ của mày nó nghe chuyện này, nó cảm thấy như thế nào. Tôi đã nói là tôi không quan tâm. Hơn nữa, cổ không có tin ông. Mày được lắm, bóng ma. Tao quên, tao lỡ lời. Vụ bảy lá bài thế nào? Mày cũng quan tâm tới vụ đó nữa hả? Tiền có bao giờ đủ? Nếu rảnh thì lo kinh doanh tốt hơn. Tùy mày. Tới cả mày nữa hả bóng ma? Tụi mày nghĩ đã đủ lông đủ cánh rồi, không cần phải nghe lời tao nữa hả? Nhầm lớn nghe các con. Càng, dạo này thằng Bá ra sao? Dạ, cậu quyết tâm lớn lắm. Coi bộ một lời con nhỏ đó nói giá trị gấp trăm lần lời nói của tao. Dạ, không phải vậy đâu. Không thì thế nào? Thật ra tổn thương sâu sắc lớn nhất trong lòng cậu chủ là do chúng ta gây nên. Nói lóc. Dạ không phải. Mày giải thích rõ cho tao nghe coi. Ông chủ cho tôi nói hả? Nói đi. Bởi vì chứng bệnh tự kỷ của cậu chủ đã gần như khỏi hẳn mà chúng ta không biết. Mọi người đều cho rằng cậu chủ rất mong manh nên hùa vô Tân Bốc, không ngờ khiến cậu ấy tổn thương nặng nề.
Mày muốn nói là nó nhận ra người ta đối xử tốt với nó, chẳng qua nó đang bệnh tật, cho nên nó cảm thấy đau đớn à? Dạ. Thật ra có người giúp cậu chủ hiểu ra điều đó, nên cậu ấy có một quyết định đúng đắn, biến nỗi đau thành hành động đó. Có chuyện đó nữa sao? Dạ có. Cậu chủ quyết tâm thay đổi cách nhìn của mọi người về mình. Cậu muốn mọi người biết cậu có năng lực đứng trên tất cả. Tốt, tốt lắm. Dạ. Đứa làm thay đổi suy nghĩ của thằng bá có phải con nhỏ My không? Cậu hiểu ra sau khi nói chuyện với anh Bảo. Thằng Bảo à? Dạ. Thằng này không hề đơn giản. Tao muốn coi nó với thằng Long thằng nào khá hơn, cho chúng đối đầu với nhau, thằng nào chết cũng tốt. Cả hai cùng chết thì càng tốt hơn. Cũng đã tới lúc rồi. Gì đâu mà kiếm.
Anh ấy đi đâu? Không biết. Vô đây kiếm gì? Không biết. Anh muốn chết hả? Không. Anh muốn tôi đuổi anh ra khỏi đây đúng không? Mà cũng đúng thôi. Dù sao á thì tôi cũng chẳng còn chuyện gì ở đây hết. Tôi sẽ đi tìm anh Đen. Không được. Không không không. Lúc nào anh cũng không hết vậy. Bộ trong từ điển của anh không còn từ nào khác hết hả? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ hợp tác với những kẻ ngu si đần độn như anh. Tránh ra. Không được. Cô đừng làm công sức của anh Đen trở thành vô nghĩa. Đi ra. Đi ra. Alo, ông đó hả? Đi theo tôi tới vũ trường 9X. Bắt buộc nó phải hoàn thành thủ tục. Được. Ông bị bệnh hả? Nếu bệnh thì... Không sao. Ok. Bye. Hắn thay đổi chỉ sau một ngày à? Có đứa nào mà không biến thành người khác khi mà bị án tử treo trên đầu chứ? HIV sau nửa năm mới biết chắc là có dính hay không? Có vẻ như bạn gái của anh ta vẫn chưa biết chuyện này. Hey, tụi nó vẫn ngủ chung với nhau. Tội nghiệp con nhỏ. Theo thằng này sướng chết mồ mà không chịu. Vẫn còn có cái gọi là tình yêu. Giống như cô và thằng bá vậy đó hả? Đem rượu ra. Chai mới. Xong chưa? Khoái ăn cơm tù hả? Tao mà đưa vụ này ra pháp luật
Nội việc mày nuôi mấy thằng nghiện này nữa cũng đủ ở tù một đời ở trong khám. Tao chấp nhận. Nuôi kẻ trung thành có chết cũng sướng hơn bị đàn em đâm sau lưng. Mày nói nghe ngu thiệt á. Nè, trong mặt bắt hình dông, lưng tao trơn tuột vậy á, khó mà thọt vô lắm. Mày hỏi nó coi, có đúng là vậy không? Nó biểu tao hỏi mày á, nếu có cơ hội, mày có sẵn sàng làm thịt tao không? Mày trả lời sao? Giá trị đích thực. Ông nói phải lắm. Luôn tìm thấy được giá trị đích thực trong cuộc sống. Lần này thằng Hụt Cục á, phải tâm phục khẩu phục. Thực ra thì giang hồ bây giờ đã mất chất nhiều rồi. Hồi xưa chỉ cần một con dao thôi thì đã làm nên chuyện. Còn bây giờ thì khác. Tiền và thế. Thằng nào mà phân biệt rõ hai mặt trắng đen được, thằng đó thành đạt. Thực ra trong vụ này á, anh Bảy á, chậm chân hơn thằng Sói nhiều. Bởi ảnh vẫn giữ cái nếp cũ, có tình nghĩa, có giải quyết ân oán một cách rành mạch. Dùng máu của mình á, để đổi lấy số má đó. Tiếc là thời đại của anh đã hết rồi. Hiện tại ba cái chuyện giành giật địa bàn, ba cái trò giằng mặt tầm phào, chỉ là hình thức mà thôi. Chúng ta là loại giang hồ mới đó, được luật pháp bảo vệ đàng hoàng, có đóng thuế, có đóng góp vô sự phát triển chung của xã hội. Sao anh không vạch mặt nó? Bộ mày nghĩ tao điên hả? Một thằng khùng máu lạnh lại có bản lĩnh như nó. Mày làm bể kèo nó, nó không kiếm mày để giết hả? Anh sợ nó hả? Tao đi sai một nước cờ. Thằng đó dính hắc, giống như con quái vật được chích đô bin vậy. Sao anh không để tụi nó tàn sát lẫn nhau? Tao đâu có khùng đâu mày. Ai mà biết thiên sói mưu tính gì, khi gài cả đệ tử lẫn con gái cưng bên cạnh tư tay. Lật tẩy hắn dễ mang họa vào người lắm. Tìm thấy chưa? Chưa. Chậm chạp quá đó. Nó chắc chắn ở quanh quanh đâu đó trước mắt anh thôi. Tôi sẽ kiếm lại. Nhanh lên đó.
Nhậu không? Nhậu. Mày uống đi. Dạ. Mày thấy mùi gì thế nào? Dạ, đầu tiên hơi khó uống, nhưng sau đó ngọt ngọt. Tôi kể hết sự tình ra rồi, anh có muốn trách phạt thì tôi xin nghe. Nói láo mà không biết ngưỡng miệng. Tôi cái loại rượu mật này uống lần nào đắng lần đó. Mày nghĩ sao mà dám nói ngọt hả? Dạ tôi... Tao không chấp nhận bất cứ việc gì mày làm. Bộ mày nghĩ mày có thể làm ông trùm hả? Tới lúc cùng quẩn mày mới tới kiếm tao. Nếu như tao muốn thì cả nhà mày sẽ chết, giống như là vịt chết vịt vậy đó. Tôi xin anh, anh muốn gì tôi cũng xin nghe hết. Tôi xin anh mà. Mày vừa hứa gì mày còn nhớ không? Dạ tôi vẫn nhớ. Anh lệnh gì tôi cũng xin nghe hết. Nghe tao rồi mày sẽ thấy tao là một người đàng hoàng tới mức nào. Thú thật với ông, tôi là con heo mập, tôi sợ chết. Làm sao mà tôi sánh được với ông chứ? Ông đầy bản lĩnh và quá giải hết mọi chuyện. Còn vụ đó chỉ là không may thôi. Nếu mà ông không giận tôi á, uống với tôi một ly nữa nha. Vô. Nè, ông không thèm nói chuyện với tôi á, thì cũng phải thôi. Nếu mà tôi rơi vào trường hợp đó, tôi nói thiệt nha, tôi tự tử chết luôn cho rồi. Dính vô HIV là coi như đặt lịch hẹn với tử thần rồi, đúng không? Nói vậy là sao hả? Nói lại nghe coi. Ai? Ai bị nhiễm HIV? Ai bị nhiễm HIV hả? Nói không? Ai? Tôi ê, không phải tôi. Lãnh. Tại sao không nói cho tôi biết hả? Tại sao là như vậy? Tôi sẽ giết chết hai người. Tôi sẽ giết cả hai người. Tại sao? Thank you.
Nhìn chú cô, ảnh bị tụi nghiện thần chết thúi rửa, bơm đầy một xi lanh máu vô tĩnh mạch. Là lỗi của em, tất cả là lỗi của em. Tôi đi đây. Ơ nè 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 nè. Ờ cô đi thiệt hả? Đi vậy có quá đột ngột không? Vậy ông muốn tôi phải làm sao? Ờ thì ảnh anh vì cứu mạng cô thôi. Ông muốn là tôi phải đền ơn đáp nghĩa hả? Không ai ép cô phải sống với một người bị nhiễm AIDS. Có điều cô đi vội vã vào lúc này á thì sẽ khiến cho ảnh phải bị sốc. Mà ảnh đang bị sốc lắm, cô có biết không? Ông cũng quan tâm tới ảnh nữa hả? Tôi tưởng ảnh chỉ là loại làm thuê, bán máu lấy tiền cho ông chứ. Ờ, trước là vậy. Nhưng còn bây giờ tôi thấy ảnh là một người đàn ông rất bản lĩnh và mạnh mẽ, mà chân thành nữa. Tôi bắt đầu khoái ảnh rồi. Khoái thì tới luôn đi. Bậy, tôi là đàn ông mà. Ông mà cũng biết đỏ mặt nữa hả? Nói chung, nếu ông có lòng thì tôi cũng nói thẳng. Ông quan tâm tới ảnh một, thì tôi quan tâm tới ảnh 10 lần. Chẳng qua là tại nhà tôi có việc, nên tôi phải về gấp. Sao mà trùng hợp quá vậy? Thật ra, tôi cũng muốn xa ảnh mấy bữa, để coi thử mình muốn gì. Để coi mình có đủ can đảm chấp nhận đi tiếp cuộc đời còn lại bên ảnh hay không. Tôi tạm tin cô đó. Nè, mấy bữa tôi đi vắng á, ông ở nhà nhớ chăm sóc cho ảnh đó. Tất nhiên. Ảnh bên ngoài làm bộ vậy thôi, nhưng mà trong lòng rất là đau đớn. Đến nỗi không muốn nói chuyện với ai hết. Ông đừng cố gắng gặng hỏi ảnh. Ảnh mà nổi khùng lên á thì tôi cũng không biết là anh sẽ làm gì ông đâu. Tôi ngu. Tôi không hiểu ý của anh. Thì ra anh bị như vậy. Ai cũng biết anh ngu rồi, không cần phải nói ra đâu. Thật sự tôi không biết là hai người có cùng mẹ sinh ra không nữa. Tại sao bao nhiêu điều tốt đẹp á, ảnh đều dành hết vậy? Tóm lại, ảnh đi đâu? Nói chuyện với anh á, thà tôi nói chuyện với cái đầu gấu còn sướng hơn á. Anh muốn qua mặt tôi hả? Không có dễ đâu. Cái bài ngậm miệng ăn tiền đó của anh á, xưa lắm rồi. Tôi cho anh 30 giây để suy nghĩ. Dù tôi đã nói giúp với Tư Tây giữ cho anh được cái vỏ bọc này, nhưng mà tôi không có đảm bảo Hùng Cục sẽ im lặng mãi mãi.
Bữa đó Hùng Cục không nhận ra tôi, nhưng mà hắn biết Thịnh Thu chính là anh Đen. Và sự có mặt của ảnh á làm cho hắn bị thua thiệt. Tôi không biết sẽ ra sao nếu mà tôi kích động hắn. Gần đây anh em tôi được biết mình vẫn còn họ hàng trên Đà Lạt. Có vậy chứ. Hùng Cục đã bắt cóc Liên Nhi. Hắn không biết cổ là con gái của ông. Thằng mặt rếp. Liên Nhi dù dài gây bắt cóc Nam đã gạt được Hùng Cục lẫn Tư Tây, nhưng cổ đã lỡ nói ra tên thật của anh Đen, nên Hùng Cục đã biết được anh là ai. Mấy ngón đòn của tôi bay quá nổi, có thay đổi cách mấy cũng bị nhận ra. Miễn là bịt mắt được thằng Tư, cho tới lúc đó. Vì anh Đen muốn cứu Liên Nhi, lại không muốn phản bội Tư Tây, nên anh mới dính đòn như vậy. Nó nhiễm HIV chưa? Tôi không biết. Mày có dám chắc là nó chưa đụng tới con gái của tao chứ? Hai người họ yêu nhau chân thành, chưa từng vượt qua giới hạn. Đen ơi, em tới rồi. Tụi mình sẽ sống cùng sông. Có chết thì chết cùng đồi thông hai mộ. Chắc là anh. Là má. Con chưa về đâu má. Má chỉ muốn biết là con gái của má có khỏe không. Con khỏe. Má cũng giữ gìn sức khỏe nha. Bye má. Bà má hiểu rõ tính cách của con. Bà má không ngăn cản con làm điều mình muốn. Chỉ hy vọng con ráng giữ mình, đừng làm gì khờ dại. Dạ, má yêu. Con nhỏ chị bắt máy là tốt rồi cô. Sao anh em tụi nó luôn làm cô phải lo lắng vậy? Bộ, cô không biết thiệt hả? Tại vì cô là một người mẹ tuyệt vời, lúc nào cũng quan tâm để mắt tới con cái. Như vậy là sai à? Với những đứa không có mẹ như con, cô sẽ mang tới mọi điều mà con luôn mơ ước.
con. Cô hay là làm con gái cô đi nha. Không dám đâu. Cái con nhỏ này đã muốn rồi lại còn bày đặt nữa. Thôi, kêu cô là má thì phải kêu thiên sói là ba. Chắc con làm không nổi đâu. Anh ở trong khu này hả? Bộ anh có quen ai ở đây sao? Giờ này chắc bà xã tôi đang bận làm bếp. Tới lúc rồi. Rất vui vì anh đã tới. Ngồi đi, ngồi đi. Đổi kiểu này là tôi chịu thiệt đó anh Hùng. Cái gì cũng phải vừa đủ thanh tư à? Được rồi, được rồi. Làm ăn á cũng nên giữ đạo, đúng không? Trước. Thôi anh Thịnh, không cần phải căng thẳng như vậy. Chẳng qua anh Khánh đây á là người rất trung thành, biết lo lắng cho chủ, cho nên người như vậy là rất đáng quý đó. Đã nói rồi, đừng có bày đặt, bà thiệt. Ta không còn dính dáng gì với nhau. Tôi hy vọng sẽ không gặp mặt anh nữa. Nè, không nhậu một bữa hả? Hay là nhậu không nổi? Thôi được rồi, không tiễn nha. Nè, kế hoạch thâu tóm đã hoàn tất. Vũ trường 9X, 3 karaoke thiên thần, 3 memory và cả một hệ thống nhà hàng Diamond Ring nữa.
Tất cả đều dưới quyền kiểm soát của thằng Tư này. Phải gọi là kỳ tích. Ngay cả anh Bảy làm hoài còn chưa xong. Chắc ở dưới suối vàng anh vui lắm đó. Bày đặt. Người chết thì biết cái quái gì mà vui. Nè, xúc phạm nghe chưa? Không được nói xấu người đã khuất nghe chưa? Ông vẫn nghe được đó. Coi chừng ông Hiện lên bóp cổ lòi con mắt ra bây giờ đó. Ông nghĩ là mình có thể vượt qua được bể lửa hả? Có thể là tôi may mắn hơn ổng. Không đúng. Không đúng ở chỗ nào? Ở chỗ thiên sói muốn ông làm được những điều đó. Ông có hiểu không? Ngu, thiệt là ngu mà. À, tôi còn phải nói ông. Mà tôi ngu lắm hả? Cái gì gật đầu nữa? Trời ơi, bao giờ tôi mới thoát được cái bóng ông đây hả? Lúc nào đây? Tôi biết là mọi người đều coi thường thằng Tư Tây này. Nghĩ tôi chỉ biết ăn và chơi gái thôi. Để rồi xem, tôi sẽ trở thành một ông trùm hùng mạnh nhất, thu tóm cả cái thành phố này trong tay. Từ lúc đó, mọi người phải nhìn tôi bằng cặp mắt khác kìa. Anh này kêu lộn tên người ta hoài à. Bạn anh hả? Em không thích chơi tập thể đâu nha. Anh kêu anh đi. Im đi. Ông vẫn buồn về vụ Linh Hương hả? Nè, có cần tôi kêu một em xinh đẹp tới phục vụ ông không? Anh Bảy, Tư Tây, mày chung quy vẫn là một con heo mập biến thái ngu ngốc mà thôi. Ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa? Thì ra là mày, Thình Thui. Không ngờ mày cũng phản bội tao. Mày nhân nghĩa giang hồ cho heo ăn rồi hả? Mày đúng là thằng ngu. Mày ngu vừa phải thôi. Nó không phải là Thịnh Thui Thịnh Lột gì hết á. Mày nói cái gì? Mày nghĩ tự nhiên xuất hiện một thằng thứ dữ, một con hàng khủng, đúng lúc mày cần, để cho mày cứ thế mà xài hay sao? Thì ra tất cả chuyện này là đó là kiệt tác của tao. Nếu tao không theo nghề này, tao đã có thể trở thành một đạo diễn Hollywood rồi đó. Mày muốn giở trò gì hả sói? Gậy ông đập lưng ông. Tao sẽ trả lại ngón nghề mà mày đã xài với thằng hùng cục. Thì ra mày cố tình để tao thu tóm những gì mà mày muốn. Bây giờ mày mới biết hả Tư? Tao không hiểu tại sao Bảy Lửa nghĩ gì mà lại trao lại sản nghiệp cho một thằng bị thịt như mày. Bởi vì tao trung thành. Tao thề sẽ xả thân bảo vệ công ty, bảo vệ băng lửa thần. Chỉ có thằng ngu thì mới tin mày làm được điều đó. Mày mới ngu. Mày tưởng là bắt tao ký vào giấy chuyển nhượng là được à? Không có mùa xuân đó đâu. Ba cái trò tra tấn này đâu hả? Tao quá quen rồi. Muốn hù thằng Tư Tây này hả? Tìm cái gì mạnh hơn đi. Mày muốn chơi trò hên xui không?
Nếu nó hên, nó không dính HIV thì coi như mày thoát. Còn nếu nó lỡ mang con cầu gai trong người rồi thì coi như mày xui tận mạng đi. Ê nè nè nè, đừng tới gần tao, đừng tới gần tao. Nè khoan khoan khoan, ê khoan khoan khoan, nè nè nè, khoan 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 khoan. Tao ký. Mày nói cái gì? Tao nghe không rõ. Tao nói là tao ký thằng khốn. Nghe chưa? Bây giờ thì tao đã biết cái lòng trung thành của mày mạnh tới cỡ nào rồi. Chúc mừng mày. Thà mày giết tao còn hơn. Tao đâu có rảnh. Cái vụ đó nhường lại cho bảy lửa đi. Mày nói nhảm gì vậy? Bảy lửa mà có chết thì cũng đội mồ mà sống dậy để giết chết cái thằng đệ tử bất tài vô dụng như mày thì mới hả giận. Mày nói suy nghĩ của mày đi. Hoàn hảo. Trên đời này không có sự hoàn hảo. Có nghĩa là trong vụ này tao còn để sót một điều gì đó. Tôi biết. Nên tao kêu mày, mày nói ra suy nghĩ của mày đi. Vấn đề ở chính ông. Gần đây ông xử sự không có cân nhắc. Từ vụ thằng Quốc đến vụ sát hại thằng Quỳnh bên ngoài vũ trường 9X, và ngay cả vụ này nữa. Quá nóng vội. Tao nóng vội chỗ nào? Có cần ra tay ngay khi thằng Tư chiếm được quyền kiểm soát không? Vậy mà mày cũng thắc mắc. Đó chính là lúc nó chủ quan nhất. Ra tay bách phát bách trúng. Hắn như heo ở trong chuồng, muốn làm thịt lúc nào mà không được. Nếu như ông không muốn chờ hắn thâu tóm siêu thị Hoàng Phát thì cũng phải chờ cho vụ 9X lắng xuống. Vậy thì lâu quá. Tôi nói ông nóng vội đâu có sai. Ông đừng quên, hình sự luôn để ý nhất cử nhất động của ông. Một vũ trường mà sang tay hai chủ trong vòng một ngày, quá bất thường. Ít nhất là trên mặt giấy tờ. Mày tưởng là tao chưa tính à? Có tính, nhưng chưa tới. Tôi không chê trách gì ông hết. Chỉ vì ông đã để bảy lửa chi phối tâm lý. Tao không có. Có. Ít nhất là ở vụ kho báo. Hay nói cách khác, nếu như hắn ta có chết đi thì lời di chúc của hắn cũng sẽ là một cú hiểm, khiến cho ông ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu tôi là ông, thay vì ném thằng Tư ra đường, nên dùng bàn tay của nó để làm những điều mà ông không muốn làm. Nghe sếp. Kêu thằng Hồng Đúc tới tập đoàn liền. Dạ. Bà khỏe chứ?
Tôi thấy ngạc nhiên khi bà quay lại với ông ta. Cậu nên lo cho bản thân mình thì hơn. Điều này thì bà không cần phải nhắc. À, coi chừng con gái bà đó. Nó có ý gì? Hay là con nhỏ Liên Nhi lại gây ra chuyện gì rồi? Số 10. Hả? Giá trị đích thực của một gã giang hồ là gì? Là máu. Anh cũng thông minh đó chứ. Lắm tiền như tư tay mà lại xài một tấm cửa sắt cục mịch, hoa văn xấu xí, trên cửa ra sân thượng. Anh nghĩ coi, có lạ không? Hắn làm theo lệnh của bảy lửa. Sắt là thành phần chính của máu. Cánh cửa dẫn ra sân thượng, giống như là máu chạy lên não vậy. Chắc chắn là vị trí của lá bài thứ 6. Chỉ là vị trí thôi mà. Nói nhiều quá. Ai biểu không quan trọng. Máu qua trái tim mới lên não bộ. Chính là lá bài cơ. Còn số 10. Xoay dọc cả hai tấm hình đó. Giống như ảo ảnh 3D. Phối cảnh của nó sẽ làm nổi lên con số 10. Còn đặt đúng như chiều thực tế thì mớ lằng ngoằng hầm bà lằng này chính là một con rồng cách điệu có râu và móng vuốt. Tao muốn mày tiếp tục điều hành vũ trường. Thiệt hả anh? Cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng mà Chi Thu là người của tao quản lý. Như vậy thì... Nếu mày không muốn thì tao sẽ kêu thằng khác. Tao cho mày 30 giây để mày suy nghĩ đó. Liệu có thể cho em ít cổ phần được không anh? Được thôi. Mày sẽ có cổ phần ở chỗ đàn em của thằng Quỳnh. Tụi nó vẫn tin mày thuê người sát hại đại ca của tụi nó. Để coi không có tiền, tụi thằng Khánh Đen có còn bán mạng cho mày không? Anh cho em làm quản lý. Mà uống đi. Ít có thằng nào được tao mời rượu lần thứ hai lắm đó. Tao biết mày bất mãn với tao, nhưng mà làm người phải biết nhịn mới làm được việc lớn. Rồi mày sẽ hiểu là tao đang bao bọc mày. Tao đang cần thêm đệ tử thân tín, và tao chọn mày. Em không rõ lắm. Rồi mày sẽ hiểu nhanh thôi. Tương lai vẫn ở trong tay của mày. Tao không hề lấy đi.
tại sao em đánh anh mà anh không dừng lại vậy? Em đến đi. Sao em lại khóc? Anh muốn chết á, thì em sống dài nữa. Anh không có. Có. Anh nói muốn chết hồi nào? Chuyện đó cũng cần phải nói ra hả? Anh á, là sát thủ kiểu gì mà người ta đánh nhẹ hiệu cũng không đỡ nổi nữa? Có phải là anh không còn muốn sống nữa? Cầu cho, ai muốn đánh muốn giết mình cũng được. Không phải, anh không phản lại vì biết lực đánh quá yếu. Hơn nữa, anh không cảm nhận được sát khí sau lưng của mình. Anh cảm nhận được hả? Anh nói thiệt không? Thiệt. Sao em lại cười? Vui thì cười chứ sao. Vậy mà cũng hỏi nữa. Được đó. Hôm nay nhìn lén em nữa ha. Ăn đi anh. Ăn đi.
Ăn ăn đi. Ngon không? Anh đút cho em đi. Đút cho em nhanh lên. Nhanh lên anh. Ngày mai anh đưa em ra bến xe. Thôi khỏi, em tự bắt taxi về. Đồ hèn. Em hiểu rồi, anh muốn đuổi em đi về để mà cặp với con khác đúng không? Không có dễ đâu. Đêm nay em sẽ ngủ với anh. Đêm nay nhất định nó phải là của em. Không được đâu. Nếu đừng mà Ly Nhi. Thôi đi, dừng lại. Cô đi đi và đừng bao giờ gặp tôi nữa. Anh không có tới đó nữa hả? Ừ. Anh còn yêu cổ không? Còn. Anh có muốn em giúp không? Em coi bộ cổ không được hạnh phúc. Có thể vợ chồng đang xích mích với nhau, hoặc là do nguyên nhân cưới nhau lâu rồi mà không có con. Em sẽ chỉ cách cho anh. Đừng bao giờ nghĩ cách phá hoại gia đình của họ. Anh sẽ không tha thứ cho em đâu. Đừng có nói với cổ bằng cái giọng đó. Mắc mớ gì tới anh chứ? Lần sau mà có thái độ đó với anh thì đừng có trách tôi. Em à, em bị sao vậy? Tối qua em ngủ không được hả? Dạ,
Con nhỏ, nó có sự lựa chọn của nó. Lo lắng cũng vô ích thôi. Anh làm cha kiểu gì vậy? Đây đâu phải lần đầu tiên nó đi bụi. Riết rồi cũng phải quen thôi. Em đâu có lo chuyện đó. Chứ chuyện gì? Tụi nó ở chung với nhau. Sau vụ kia, biết đâu tụi nó ngủ với nhau. Em à, không sao. Con mình, nó đủ hiểu biết để tránh xa chuyện đó. Có thể nó chỉ kiếm thằng đen để dễ giải quyết mối ân tình cũ rồi về. Đừng cố thuyết phục em khi chính anh cũng không hề tin. Con nhỏ nó hành sự sao là quyền của nó. Tới nước này mà anh còn chiều con. Riêng thằng đen thì nó không bao giờ dám, vì nó không phải là thằng cô nhi. Còn thằng xám và bà cô của nó ở ngoài đó thì nó phải tự biết cân nhắc. Hy vọng anh nói đúng. Nói. Nó không hề qua thăm cô ruột, mà nó kiếm một ngôi nhà để ở. Tìm ra chỗ đó chưa? Dạ chưa sếp, nhưng mà sẽ sớm tìm ra thôi. Bởi vì nó cũng chỉ lanh quanh đâu đó thôi hả? Dạ, một chút em sẽ quay lại đó. Khỏi. Manh mối gồm những gì, đưa cho tao. Tao chuyển qua cho đứa khác làm. Ủa? Vậy còn em sao? Khỏi, mày phụ trách nhà vườn cho tao. Dạ, em sẽ làm liền. Tao muốn tụi mày để mắt tới con nhỏ 24/24. Bằng mọi giá, không được để điều gì bất trắc xảy ra. Dạ, sếp cứ tin ở em. Mình tới đây làm gì? Tới cô nhi viện đương nhiên là để làm từ thiện rồi. Theo em sẽ rõ. Dạ. Mẹ anh á, con về thăm mẹ nè. Mời cậu Bảo dùng nước. Dạ. Đi đường xa khác quá. Dạ cảm ơn sơ. Sao khỏe không sơ? Cảm ơn cậu, tôi vẫn khỏe. Mời cậu dùng nước. Dạ. Hôm nay cậu Bảo tới đây có chuyện gì à? Tụi con có việc đi ngang qua. Nhớ sơ với tụi nhỏ cho nên ghé qua thăm hỏi. Dạ. Bữa nay tụi nhỏ được sơ Sophia đưa đi tham quan cùng với một nhóm các nhà hảo tâm lớn rồi. Wow, vậy là có dịp quậy đã luôn. Mấy ông bà già sức mấy mà. Thì xã hội nhiều người tốt thiệt ha. Trời ơi, giúp đỡ tụi mồ côi thiệt thòi. Giá mà hồi đó. Nói cho vui thôi, chứ bữa nay tụi con tới để coi nhà tụi nhỏ có cần sửa sang gì không. Đúng rồi đó sao? Tụi con mới kiếm được chút tiền nhờ ba cái vụ phim ảnh.
tiền mồ hôi nước mắt, cho nên phải dùng vô việc thiện, việc có ích mới được. Ha sơ ha. Phải không sơ? Vậy thôi mình đi đi. Vậy thì mình đi đi thôi. Đi anh. Đi sơ. Ừ. Dạ. Đi đâu? Ờ, chết rồi. Con để quên điện thoại trong phòng sơ. Ờ, thì chút nữa mình quay lại lấy. Không được, em đang chờ một cuộc gọi quan trọng. Sơ, sơ đi với ảnh trước nha. 2 phút nữa con có mặt. Vậy thôi mình đi đi sơ. Ừ. Cơ. Sơ này, còn đơn giản chút nha. Bảy lửa, cha già của tôi đáng sợ thiệt chứ. Người già con nít mà ngay cả giới tu đạo ổng cũng nghĩ vô nữa, chẳng biết có. Em không được nói như vậy. Sơ Anna là người của Chúa, không bao giờ có chuyện đó đâu. Vậy chứ làm sao lại có lá bài thứ 6 trong văn phòng của bà, còn cố tình treo bức tranh lớn để che nó lại nữa? Nếu như không có ý đồ xấu thì đáng lý ra em phải hỏi thẳng sơ. Anh rất ghét những người suy luận lương lẹo như vậy. Ừ, vậy á mà có người đồng lõa với tôi làm 3 cái trò đó đó. Ờ, thì tại anh không biết thôi. Còn anh, anh thấy sao? Hai người này có điểm chung. Nói nghe coi. Độc thân. Thì sao chứ? Tôi không biết. Trời, tôi lại ông á. Có cao kiến gì không? Họ giống nhau một điểm. Là điểm gì? Hai người này chưa kết hôn. Ừ. Thì sao? Anh không biết. À, trời ơi trời. Trời chắc tôi tức tôi chết tôi chết. Giải quyết được gì? Anh không biết. Nói chuyện với hai người, thà tôi nói chuyện với đầu gối còn hơn đó. Coi như tôi chưa nói gì nha. Trời ơi, thử nghĩ coi, sự khác nhau giữa 2 lá 10 cơ ở điểm nào? Ở hình trái tim. Sai bét. Trái tim nào thì cũng là tim thôi, chỉ có tình yêu á thì mới khác biệt. Anh về rồi.
đi khỏi nhà tôi ngay. Em sẽ đi. Sau khi mình ăn xong bữa cơm này nha. Em đã tự nhóm lửa nấu cơm. Cũng may á, là nó không quá tệ. Mình ăn cơm đi anh. Ăn với em nha. Anh... Để đó tôi dọn cho. Cô đi đi. Ít nhất cũng cho em... Tôi nói cô đi đi. Cô biết tính tôi rồi đó. Nếu không đi, tôi sẽ vĩnh viễn không nhìn mặt cô. Nếu cô tự nhiên xuất hiện trước mặt tôi sẽ tự móc mắt của mình. Không được. Đi đi. Đi đi. Nhưng mà trời tối rồi. Con yêu râu xanh đó đó, còn chưa bị bắt nữa. Vụ hắn mới gây ra trên đồi á, thiệt là khủng khiếp á. Lỡ như hắn rình em rồi sau đó... Tôi nói một lần cuối cùng, cô đi đi. Anh thiệt là sắt đá mà. Tại sao em lại thương một người như anh chứ? Đúng là ác thiệt. Trời lạnh như vậy nè mà anh lại đuổi mình ra khỏi nhà, mà là ở một cái nơi hoang vắng như vậy nữa chứ. Mình biết anh làm như vậy á là chỉ muốn tốt cho mình thôi, nhưng sao mình thấy buồn quá. Không được, mình bỏ đi như vậy nè. Nếu như ba cho người đi kiếm thì chẳng khác nào mình đã đẩy ảnh vô chỗ chết. Không được, mình phải quay lại thôi. Gặp đúng yêu đâu xanh. Theo anh. Đi. Lại lên. Im. Đi nhanh lên. Không được lại gần đây, không được lại gần đây, không được lại lên đó. Nghe lời tao,
Tao sẽ làm cho mày gần đây. Bớt người ta. Bớt người ta. Mày chạy hả? Bớt người ta. Chạy rồi. Không được lại gần đây. Không được lại gần đây. Bớt người ta. Nghe lời tao. Không được lại gần đây. Chống cự hả mày? Con yêu râu xanh đó còn chưa bị bắt nữa. Vụ hắn mới gây ra trên đồi thiệt là khủng khiếp. Lỡ như hắn rình em rồi... Đêm hôm qua mới xảy ra một vụ cưỡng hiếp giết người man rợ. Kẻ sát nhân bệnh hoạn đã tấn công một cặp tình nhân đang tâm sự trên đồi, đánh ngất người đàn ông và sau đó hắn đã cưỡng hiếp và bóp cổ người con gái cho tới chết. Vụ việc đang được cơ quan điều tra xác minh và làm rõ. Liên Nhi à, em sao vậy? Liên Nhi. Không sao. Buông em ra. Em bị gì vậy Liên Nhi? Em có sao không? Chuyện gì xảy ra với em vậy Liên Nhi? Hả? Anh đã chấp nhận em chưa? Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em? Em đã bị cô yêu râu xanh làm hại. Không thể nào. Không. Lúc hắn cưỡng hiếp em, hắn còn nói hắn bị mắc bệnh S, từ gái bán dâm, là muốn trả thù đời. Bây giờ thì anh chấp nhận hay là anh coi khinh em? Bây giờ không cần lo nữa. Không cần lo em lây bệnh từ anh nữa. Nếu mà anh không để tâm đến việc thân thể em bị hắn chiếm đoạt, thì anh hãy cưới em đi. Còn nếu anh coi khinh em, em sẽ cắn lưỡi chết trước mặt anh. Không được. Liên Nhi, anh cấm em không bao giờ rời xa anh. Anh cấm em không bao giờ được rời xa anh, hiểu chưa? Anh hối hận rồi đúng không? Thật khốn, anh sẽ giết nó. Khỏi.
hắn chết rồi. Ly Nhi, Ly Nhi, buông ra, buông ra, buông ra, không, đừng đụng vào tôi, không. Ly Nhi, buông ra, buông ra, đừng mà. Ly Nhi, đừng mà. Anh ơi, anh cứu em. Ly Nhi, buông ra. Anh đây. Anh ơi, anh ơi, em sợ. Có anh đây, em đừng có sợ. Em sợ. Đừng bỏ em, đừng bỏ em nha anh. Anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu. Đừng bỏ em nha. Sẽ không bao giờ. Anh là người đàn ông duy nhất của em đó. Từ nay trở đi, gặp bất cứ chuyện gì, em phải nói với anh một tiếng nghe. Là vợ mình mua mấy cái áo len nha. Dạ, dạ anh mua cho mấy cái nói nữa nha. Không có mua đâu em. Không mua đâu em. Mua đi chị, mua đi chị, mua đi anh. Nón len bên kia đẹp lắm kìa. Chút nữa anh mua cho em nha. Bây giờ mình đi ăn trước ha. Báo tin giật cân rồi mua đi. Đáng lý ra mình làm phi vụ này sớm hơn. Tự nhiên giờ thấy thú vị quá trời luôn. Giờ mới có dịp. Em đợi xong khóa học của em đúng không? Không. Trước đây anh cứ rong chơi hoài, đi cùng anh có gì thú vị đâu. Đây là điểm bất hứng cho buổi trưa hôm nay đó nha. Tự nhiên đi ăn với mấy anh trẻ đối tác à. Anh mà còn cằn nhằn nữa em bỏ về đó. Em đi chơi riêng với anh như vậy không thấy ngại sao? Có gì phải ngại chứ. Thì mình ở chung phòng, tuy là không làm gì hết
Nhưng mà người ta sẽ nghĩ sao? Lo cái gì, trước sau gì thì em cũng lấy anh. Thiệt hả? Chỉ cần anh ngồi vô cái ghế phó tổng. Khó quá. Ráng lên. Báo đây, báo đây. Báo mới tin giật gân nóng hổi luôn đây. Anh, báo mới đi anh. Báo gì em? Nè nè, báo này anh. Anh lại xác đem chỉ cho anh coi. Đâu? Đó, công an đã bắt được tên yêu râu xanh để gây ra nhiều vụ ám hiếp các cô gái trẻ nè. Đem tờ báo này. Hay quá anh ơi, hay quá. Nhiều em? Dạ chim 5.000. Chà, vừa đủ 5.000 luôn. Cảm ơn em. Dạ, đọc báo vui vẻ, anh đọc báo vui vẻ nha. Báo đây. Sau báo nhiều đây. Ngày truy lùng và theo dõi các đọc đối tượng, công an đã truy bắt được tên yêu râu xanh. Trời, làm ăn thất bát hả? Còn phải hỏi. Vậy mới lạ. Lạ gì? Cũng tại mày không á. Trời đất ơi. Nè, muốn vu dạ tôi hả? Dạ cái gì mà dạ? Chứ không phải hả? Tao mà không bán thông tin cho mày á thì đời thằng này đâu có khổ như vậy. Hả? Con này. Nè, bị khùng thiệt rồi hả? Sao? Hay là bữa nay mà bị đèn đỏ. Sáng mặt tay với đèn đỏ gì? Bực dễ sợ. Thằng cha nội thiên sói á, đưa ra quyết định á, muốn bán thông tin gì á, thì phải thông qua cho trả. Chả phải duyệt cái này cái kia. Mà thông qua cho trả rồi á, thì tao làm ăn cái gì nữa? Ra là vậy. Mà thôi, mở bỏ nghề đi là vừa. Dí đã khẩm tiền rồi, thì ăn chơi cho đã đi. Còn lại mẹ, trời ơi, dòm vậy chứ không phải vậy đâu. Tao còn nợ ngân hàng đó. Trời ơi, nói xui xẻo không à. Nói xui vậy á, đừng có qua đây nữa. Đi về đi. Nè, đi thì đừng tiếc nghe. Không thèm. Mà nghĩ cũng tiếc thiệt. Tụi này đành phải qua nhà lão Kỳ Nhông để mua hàng. Biết đâu giá là mềm hơn. Đi anh. Quý khách đi đâu mà bội ba vang. Đà bước chân tới đây rồi. Thôi thì, minh ngồi xuống, uống miệng nước, ăn miệng bánh, minh tâm tinh. ngồi xuống đi ông bà nội. Sợ quá ha. Hai đứa nó kéo lên Đà Lạt du hí hả? Dạ, cậu bá lên đó làm việc với đối tác Vườn Ươm Hồng Điệp. Vụ xuất khẩu hoa qua châu Âu, phục vụ chơi hàng độc của mấy thằng có tiền đó hả? Tôi chỉ nghe loanh quanh thôi. Càng, mày theo cha con tao cũng phải học làm kinh tế đi chứ, chứ có lười suy nghĩ. Nếu không, cả đời chỉ làm thằng đâm thuê chém mướn mà thôi. Dạ. Tụi Hồng Điệp mới lại tạo thành công một giống điệp lan cực đẹp, đặc biệt là phù hợp với khí hậu châu Âu. Đang có một bộ phận người giàu rất là thích loại này. Lứa thử nghiệm đầu tiên còn nhiều khiếm khuyết, cũng đã khiến tụi nó say như điếu đổ rồi. Thiệt hả ông chủ? Thông tin này cách đây vài tháng. Nếu mà bán cho dân trong nghề, giá không dưới nửa tỷ đồng. Bộ mày không tin tao hả? Dạ không. Họ có mối đặt hàng rồi á, thì còn cần hợp tác với chúng ta làm gì nữa hả sếp? Bởi vậy tao mới nói, mấy thằng ngu đó chỉ biết cắm đầu cuốc đất tưới hoa. Điểm mạnh nhất khiến thương mại Quốc Thiên nổi bật trong một rừng các công ty thương mại xuất nhập khẩu của thành phố này chính là các mối quan hệ tại thị trường châu Âu. Không có tụi nào rành nhu cầu và phương thức bán hàng bằng như là của chúng ta. Vậy là tụi Hồng Điệp muốn sản xuất đại trà, rồi nhờ mình bắt mối bán hàng để ăn chia phần trăm hả sếp? Mày ngu quá. Cho mày đi bán rau là vừa rồi. Bí quyết ở đây chính là chữ độc. Dạ. Thằng bá sẽ có trách nhiệm
chọn ra 3 khách hàng tốt nhất cho lần suất này. Còn công đoạn marketing trực tiếp sẽ do chính khách hàng phụ trách phần này. Wow, tâm lý chọn hàng độc hả sếp? Cuối cùng thì mày cũng khôn ra rồi đó, Cang à. Thằng cha bảy lửa này khôn thấy mò à. Trời ơi, không ai có thể biết được, đoán trước được thằng chả bày trò gì tiếp theo luôn á. Vậy mới phải mua thông tin chỗ mở chứ. Ngu quá. Trời ơi, thằng Thiên Sói á, nó cũng tham gia vô cái vụ này. Làm vậy chẳng khác nào mình gián tiếp giúp nó tìm ra kho báu. Nếu như mà không nói sao hắn biết được. Tôi khổ thiệt mà, tôi không thể không nói được. Trời ơi, thấy thằng cha này khờ thiệt hay là khùng thiệt. Thiên Sói, ổng đâu phải là thiên thần bay giật giờ quanh đây đâu mà sợ ổng biết. Anh nghĩ là chắc có lý do gì đó. Thấy không? Thấy người ta nói không? Nghe người ta nói đi. Cái gì cũng phải có lý do trong đó hết trơn á. Nghe cho kỹ nè. Thằng cha Thiên Sói á là nó nham hiểm lắm nha. Nó tung ra giang hồ á là thằng quan khùng này nè chịu toàn bộ biến cố xảy ra trong giới xã hội đen thành phố này. Thậm chí mà cái gì liên quan đến kho báu cũng là thằng này luôn, thằng quan khùng này luôn. Ê, có chuyện đó hả? Sao không có? Chưa nói nha. Tôi chỉ cần manh động cái gì hay là bà thấy nghi ngờ tôi cái gì là lập tức cho đàn em gông cổ tôi về nhà liền. Nó tra khảo tôi, coi như tôi là tội phạm, còn nó là công an vậy đó. Tôi mà giải thích không rõ ràng là cắt cổ tôi luôn. Trời ơi, điên rồi, điên hết rồi mà. Bởi vậy tôi mới từ chối mấy người là vậy đó. Vậy kéo lại làm gì? Thì nói nào ngay, phải không? Giang hồ thì cũng phải có nghĩa khí đúng không? Đối với ông Bảo này á, cỡ nào tôi cũng phải giúp đỡ ông hết trơn á. Mà tự hứa với bản thân mình là sẽ giúp ảnh với bất cứ giá nào hả? Chứ sao? Giúp anh Bảo thì bằng mọi giá cũng phải giúp anh Bảo. Cho nên khi giúp anh Bảo thì phải có giá. Bó tay với mợ à? Trời ơi, yên tâm đi, có giá là đúng rồi. Nghe nè, thông tin tôi sắp bung ra được gọi là tuyệt mật, là thâm cung bí sử. Kỳ Nhông hả? Bỏ đi, Kỳ Đà xuất hiện hả? Cũng như không mà. Cho nên vì vậy tôi gọi nó là thông tin siêu bí mật. Bí mật của anh không liên quan tới tôi. Ngược lại, tôi muốn lấy bí mật này để đổi lấy tình cảm. Nếu nhìn từ bỏ Linh Trúc, tôi sẽ kể cho anh nghe tất cả. Nếu anh hẹn tôi ra đây chỉ vì chuyện này thì anh đã mất công rồi. Linh Trúc không thích hợp với một kẻ ích kỷ, bắt cả hai tay như anh. Anh biết gì về tôi mà nói như vậy? Anh vẫn đang quen cô gái khác đúng không? Phải. Vậy sao không buông tha cho cổ nữa? Thứ nhất, tôi không hứa hẹn gì với cổ. Tôi chỉ là bạn thôi. Tôi không tin. Không tin là chuyện của anh, tôi không quan tâm. Thứ hai, cho dù có như vậy, tôi cũng không muốn cổ yêu anh. Lý do? Bởi vì con người của anh sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc cho cổ. Thứ nhất, tôi có thể. Thứ hai, chính anh mới là người không có tâm. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ kể cho anh nghe những bí mật đó. Cô ơi, cô ơi, cô mua giùm con tờ báo đi cô. Bộ tôi già lắm hả? Gọi lại nghe coi. Dạ, em xin lỗi chị ba. Tại hôm qua tới giờ em chưa ăn gì hết trơn á. Em đói bụng quá à, nên qua mắt hết trơn. Vậy hả? Dạ. Với lại trời sắp tối rồi mà em còn ôm nguyên nóng báo luôn đó chị. Chị mua giùm em đi, không thôi là em chết đói luôn á chị. Vậy hả? Chị. Chờ chút. Dạ. Ăn cái này nè, đủ hai bữa. Em không có xin đồ bố thí. Vậy thì thôi.
Chị ba, ít nhất cũng mua giùm em tờ báo chứ chị ba. Không, nhiều chuyện quá, không mua đâu. Mua gì cũng được mà không mua báo. Chị không biết chữ hả? Khùng hả? Nghĩ sao mà nói vậy vậy? Hay ba chị là nhà báo? Báo cái gì? Chị ba đang tính trốn tránh cuộc đời, còn đọc báo làm gì? Chị đi tu hả? Thì cứ coi vậy đi. Chị tu bên đó phải không? Thì cứ coi như vậy đi. Vậy thì chị phải càng mua báo nữa. Mày đúng là khùng á. Chị ba mới là khùng á. Chị có biết là dạo này mấy tên yêu rau xanh hay rình mò mấy cái chỗ này lắm không? Với lại xinh đẹp như chị nữa. Dẹp đi. Em nói có sách mách có chứ. Đây, ngay trong số báo này có đăng luôn. Nếu chị biết đọc là chị coi đi. Chị coi là chị sẽ thấy. Ôi, ngay cái trang nhất luôn. Chị không đọc phải không? Em đọc cho chị nghe nè. Công an vừa tóm được một con yêu rau xanh tấn công một cô gái trẻ. Hắn đã từng hiếp dâm giết chết một cô gái trẻ. Tối qua đã tấn công một cô gái. Cô gái này mạng lớn lắm nha chị. Chưa kịp hiếp dâm thì đã bị các chiến sĩ công an bắt tại trận. Chị thấy ghê chưa? Bộ báo ghi rõ vậy hả? Dạ còn nữa chị, để em đọc. Cô yêu rau xanh á rình cô gái nhưng mà bị công an rình lại. Khi mà hắn lối cổ vào khu vực rừng thông thì đã bị mấy anh công an bám sát vào. Chỉ còn chậm chút xíu nữa thôi, tưởng đâu là tiêu đời rồi. Chị, cái này mới là quan trọng nè. Em nghe đâu cái thằng bị sida đó chị. Em thấy ba má cô đó chắc tu nhân tích đức dữ lắm. Hên quá chị ha. Chị ba. Chị sao vậy? Không sao hết. Còn mấy tờ? Dạ hơn chục tờ. Để chung hết cho. Ôi tuyệt quá. Cảm ơn chị ba nhiều nha. Ý đem lượm cho. Nè. Ô. Em cảm ơn chị. Mai thiệt, ảnh mà đọc được cái này á, dám ảnh đuổi mình về luôn á. Không dám nghĩ. Cũng trễ rồi, mình phải về thôi, không thì ảnh bị đói. Chế nhanh nha. Chắc là anh đợi mình sốt ruột lắm đây. Đã bao nhiêu lần dặn á là phải để đèn sáng rồi mà. Đen ơi, em về rồi nè. Anh Đen ơi, anh sao vậy nè? Anh Đen ơi, Đen, anh bị sao vậy Đen? Anh bị sao vậy Đen? Mau Liên, Liên, trả lời em đi Liên. Báo người ta, cứu người, có ai không, cứu người. Liên, Liên ơi, tỉnh lại đi anh, tỉnh lại đi anh. Anh Liên đâu rồi?
chùm chìa khóa nằm trong ngăn kéo cuối cùng. Nhưng nếu muốn nàng sống sót, hãy ở lại ngôi biệt thự này cho tới khi nhận được chỉ thị tiếp theo. Ngăn kéo. Hoàng Yên. Anh về khách sạn, sao không thấy em vậy My? Em đang ở đâu? Em có việc gấp phải về. Sao em không điện cho anh? Em sợ anh bỏ cuộc giao dịch. Em đừng có nói điên. Chuyện này nhỏ xíu à, hãy coi như là em thay mặt ba anh thử thách anh. Khùng. Anh nên học cách cân nhắc hơn thiệt, nặng nhẹ. Cần phải tập trung vô việc quan trọng nhất. Alo, anh có ở đó không? Với anh, em là người quan trọng nhất. Em muốn anh quan tâm tới việc nào đó, người nào đó hơn em. Xin lỗi, anh không thể làm được. Cho tôi về Sài Gòn. Dạ. Hôm qua bà bận, điện thoại để ở công ty. Giờ mới có dịp lấy ra coi. Anh này nè, ở đâu? Nó đang ở đây. Anh thế nào rồi? Nó đang ngủ. Vậy anh có sao không? Nó đã quen rồi, không có chết được đâu. Bà thật là ác độc mà. Cho con đi với một thằng đâm thuê chém mướn, bị HIV mới là độc ác đó. Chưa chắc là anh đã nhiễm. Mà không cần quan tâm, nhất định phải tách con ra khỏi đó. Muộn rồi. Nếu như anh nhiễm thì con cũng đã nhiễm. Nếu như vậy, ta sẽ lóc thịt nó, quăng xuống sông cho cá ăn, sau đó giết cả thằng xám. Vậy bây giờ con làm theo lệnh ba là được chứ gì? Ba anh là Học Vũ. Ừ, vậy thì sao? Chính ba anh là người đã sáng lập ra Lửa Thần. Cái gì?
chính ba anh là người đốt lên ngọn lửa cháy suốt từ đó tới giờ. Đại Mắt Ma, Bảy Lửa, Thiên Sói sẽ vĩnh viễn là những gã giang hồ quen nếu như không được gặp ba anh. Là cô. Thật sự cô là người như thế nào? Vậy chị nghĩ mình là người như thế nào? Tôi không bao giờ nghĩ về chuyện đó. Tôi luôn biết mình là ai. Và tôi cũng không có nghĩa vụ là phải cho cô biết. Nếu vậy thì đừng hỏi người khác. Riêng cô thì tôi phải hỏi. Bởi vì tôi là bạn của Thiên Bá. Tôi biết cách mà cô kết bạn. Giống như mấy vụ ở chợ riêng cầu ngã bảy. Nói cho tôi biết cô là ai. Một người hoàn toàn khác với cô. Cô dọa làm tôi sợ quá à. Cứ tưởng cô là người biết rõ mọi chuyện, hóa ra cô chỉ có vẻ bề ngoài thôi. Vậy sao? Ai cũng biết tôi sống bằng nghề lừa đảo, nhưng ít ai biết một người mà được tôi coi là bạn thì sẽ là người hạnh phúc nhất. Đúng. Nhìn bề ngoài thì khó biết rằng cô là một kẻ quan tưởng. Còn cô là kẻ ấu trĩ đó. Tôi không rảnh để đo co với cô. Nè, tôi có thể biết cô vô đây làm cái quái gì không? Mà sao vô được đây hả? Tự tìm hiểu đi. Chỉ có hai khả năng. Một là bẻ khóa nhập nha. Hai á là cặp kè với thằng heo mập Tư Tây. Tôi đoán có đúng không? Đúng. Với cô. Là cô đúng không? Cô. Nè, tại cô lấy đâu ra vậy? Là con hả? Trông dễ thương quá. Vấn đề ở chỗ là con không tình nguyện chụp tấm hình này. Hồi đó con mới trốn khỏi cô nhi viện, phải đi ăn cắp để kiếm sống. Nói như vậy là cô ta là một con quỷ. Cô ta là ai? Người đưa con tấm hình này hả? Cô không tập trung gì hết à? Cô xin lỗi. Cô đang có chuyện đúng không? Thằng Đen nó về rồi. Thiệt hả? Vậy còn Liên Nhi? Con nhỏ thì đang chờ để sang bển học tiếp. Con chẳng hiểu gì hết. Gia đình của cô là nơi tập hợp tất cả những gì tồi tệ nhất có thể. Cô tới đây làm gì?
Vào trong đi rồi hẳn nói. Biệt thự nghỉ dưỡng của gia đình cô đây sao? Cô có muốn mua không? Tôi để cho giá bèo. Tôi chỉ muốn đặt giá trên sự tự do của cô thôi. Cô khùng hả? Cô nhận lệnh của thiên sói qua bển học xong khóa học, sau đó ở lại định cư. Má cũng thiệt là. Không biết á, là nói cái chuyện đó với người như cô để làm gì? Cô buộc phải làm theo để Đen được sống. Ba cô sẽ giữ lời hứa là không giết Đen, nhưng hắn cũng sẽ vì cô mà chết. Im đi. Không đời nào thiên sói tha thứ cho Đen sau những gì mà hắn đã làm. Cô im đi. Ngược lại, Đen cũng không đời nào chỉ làm con tin để thiên sói khống chế, điều khiển cuộc đời của cô. Bởi vì hắn yêu cô còn hơn cả bản thân của mình. Vậy thì tôi phải làm sao? Nói đi. Tôi phải làm sao? Tôi có một kế hoạch. Kế hoạch này chỉ có thể thực hiện nếu như cô sẵn sàng từ bỏ tất cả để bảo vệ tình yêu của mình. Anh nghĩ là em không nên tới đây. Em không tới mà là về. Nhà của em không còn ở đây nữa. Chỗ đó lạnh lẽo lắm. Nhưng lòng rất tốt với em. Anh không hiểu đâu. Thay vì em tới đây, em nên ở nhà gỡ rối thì tốt hơn. Anh muốn đuổi em. Không, nhưng anh nghĩ là em nên về. Tình. Tình à. Thấy khỏe chưa? Ừ. Sao em để cơ thể suy nhược quá vậy? Bắt thuốc hôm qua chỉ có tác dụng an thần điều huyết thôi. Em phải chịu khó ăn uống, tẩm bổ bằng thực phẩm dinh dưỡng, vậy mới khỏe được. Ừ. Em biết mà. Phải điều trị cùng lúc bệnh tâm lý thì mới có tác dụng, em hiểu không? Anh nói đúng, em sai rồi.
Em ăn cháo đi, rồi uống sữa cho nó khỏe. Anh sẽ nói chuyện với Long. Anh tin rằng anh đủ minh mẫn để hiểu rõ mọi chuyện phải quấy. Đây là chuyện riêng của gia đình em. Em cảm ơn anh, nhưng em sẽ tự giải quyết. Em đi đây, anh nhớ bảo trọng. Dạ em chào anh. Anh cho em hỏi, anh có đặt bàn trước không ạ? Tới để gặp bạn em. Dạ anh đi mấy người ạ? Anh đi một mình. Ông Long có hẹn anh tới để ăn trưa. Dạ anh vui lòng chờ em một chút xíu, lát em sẽ báo lại cho anh. Dạ. Dạ anh cũng ăn đi. Nhà hàng có món mới, ông dùng thử rồi cho tôi ý kiến. Bây giờ không phải là lúc để ăn uống. Kế hoạch thay đổi à? Tôi có chuyện này muốn nói với ông, nhưng ông phải hứa là hết sức bình tĩnh. Không biết nội dung, tôi không hứa trước được. Về vợ của ông. Đêm qua em ở đâu? Nhà ảnh. Anh là ai? Anh biết mà. Hai người đã làm gì? Em bị ngất, ảnh bắt mạch và chăm sóc cho em. Anh tin em. Cảm ơn anh. Nhưng anh tự hỏi, không biết có bao giờ em quên rằng anh là chồng của em. Em xin lỗi. Không sao, chỉ cần tránh lặp lại chuyện này là được. Em hiểu. Chuyện em gái em. Anh nói đi. Hắn hứa sẽ thả bé Thanh. Hắn không biết giữ lời. Anh sẽ hỏi hắn, nếu cần anh sẽ lấy chìa khóa từ chỗ hắn. Còn hệ thống xả hơi độc. Anh nghĩ hắn chỉ dọa thôi. Không được, em không chấp nhận mạo hiểm. Anh phải nói cho hắn hiểu. Được rồi, hãy tin anh. Cô nhận ra tôi từ khi nào? Tới giờ, nếu cậu không khẳng định mình là con trai của Hồng Vũ thì tôi cũng không dám chắc có nhận lầm người hay không. Tôi cảm thấy cô rất thân quen, nhưng tôi không thể nhớ ra được. Ba tôi mất khiến tôi bị hoảng loạn, mất đi một phần trí nhớ. Không ai tin được ba của cậu lại chết tức tưởi như vậy. Lúc đó tôi cũng có ý định đi tìm cậu, nhưng lại đang mang bầu Liên Nhi. Chồng tôi lúc đó cũng đang phải chiến đấu quyết liệt với các đối thủ trên thương trường, dĩ nhiên với cả bảy lửa. Thật không ngờ ba tôi lại là một trùm giang hồ. Ông dẫn dạy tôi phải sống đàng hoàng, trung thực. Ai nói cha của cậu Hồng Vũ là ông trùm giang hồ?
nguyên chung cư. Ông đã lập ra băng lửa thật. Không phải băng mà là nhóm. Có khác gì đâu, cũng vậy thôi mà. Khác nhau hoàn toàn. Nhóm đấu tranh lửa thần xuất phát từ vụ chiếm đất thổ cư của cư dân xóm bãi. Tuy là đất bãi bồi nhưng nó có lịch sử lâu đời, được chính quyền cấp giấy sử dụng đất. Tôi đã từng sống ở đó. Lần đầu tiên tôi và cậu gặp nhau là ở đó mà. Là nơi an hòa, người dân thì tuy nghèo nhưng lương thiện, sống giàu tình cảm và thương yêu nhau. Tới khi một kẻ không ra gì lên làm phó chủ tịch chính quyền địa phương, hắn muốn chiếm đất bãi, cho nên đã thay đổi sổ sách, lợi dụng luật pháp để đuổi người dân đi. Bà cậu lúc đó vốn là một võ sư, vừa là một thầy thuốc cứu người, cho nên được dân bầu là đại diện để đấu tranh cho quyền lợi của cả xóm bãi. Tại sao mấy ông làm vậy? Tại sao mấy ông đất bà con hãy trật tự. Ai mà chống đối tôi sẽ mời lên xã đó. Thôi không được chống đối. Tránh ra, tránh ra. Các đồng chí làm nhiệm vụ đi. Dạ. Bảo nhìn lên. Bà con không được chống đối. Tôi nói lần cuối cùng không được chống đối. Nè nè, cái gì vậy? Cái gì vậy? Chém tôi nhìn ra. Bà con hãy lên tiếng. Phản đối. Đã đâu? Ở đâu? Phản đối. Phản đối. Đừng có manh động. Sao? Bình tĩnh cái gì? Hả? Có hiếp dân hả? Hả? Cái gì? Muốn sao? Chém nó. Bỏ dao xuống. Bỏ xuống. Bà con đừng có manh động. Có gì để cho pháp luật người ta giải quyết. Anh giải quyết xong chưa? Để chúng tôi tiếp tục tháo dỡ. Rồi anh cứ làm việc đi. Rồi mời các đồng chí vô tháo dỡ tiếp tục. Tránh ra, mọi người tránh ra đi. Ủa, là sao? Các đồng chí làm việc đi. Ờ, là sao? Không lẽ cứ để vậy hả? Kỳ vậy? Ừ. Ủa phải làm gì đi chứ? Anh Vũ đã nói vậy rồi thì thôi đi. Bình tĩnh đi. Sao mà kỳ cục quá không biết nữa. Ba tôi đã thất bại một cách thảm hại. Chân lý bị tiền bạc che lấp cũng là tiền đề khai sanh ra nhóm đấu tranh vì quyền lợi của cư dân xóm bãi. Dạ. Lúc đó xóm bãi không có điện, cho nên rất thân thuộc với ngọn lửa. Vì vậy bà cậu quyết định đặt tên nhóm là Lửa Thần. Nhiệt huyết của bà cậu đã khiến nhiều thanh niên trong vùng nể phục và đi theo. Trong đó có Đại Mắt Ma, Bảy Lửa và cả Thiên Sói. Chỉ có một kẻ biến chất vì lòng tham, cho nên đã tạo ra cả một thế hệ tội ác. Cậu nói đúng lắm. Dù không đúng với tất cả mọi người, tôi chịu ơn Bảy Lửa và Thiên Sói. Cho nên với tôi, ít nhất họ cũng có mặt tốt. Có phải chỉ càng ngày càng đi xa mục đích ban đầu, cho nên ba tôi mới rời khỏi bọn họ không? Ông ấy có cơ hội để giải tán nhóm, diệt trừ mầm họa cho xã hội. Chỉ tiếc là ông ấy luôn coi nhóm Bảy Lửa là anh em đồng sanh cộng tử, không nợ cắt đường sống của họ. Ông quyết định rời bỏ nhóm, để rồi sau này phải hối hận. Tôi e là ba của cậu bị hại khi cố gắng ngăn cản hoạt động tội ác của băng lửa thần. Alo. Anh lại về nhà hả? Bộ anh chưa hết tự kỷ hả? Ngày mai tụi mình đi lấy lá bài thứ 6. Không phải là tối nay à? Em có việc,
Vậy nha. Dừng lại. Gì vậy? Cảnh đẹp quá. Anh dừng lại một chút đi. Vô đây. Căn cứ Trăng Đen, trung tâm quyền lực của băng giang hồ sông nước sông Xà. Thế Lưỡng Long chào Nguyệt. Đó là lý do chúng căn cứ địa điểm này dưới danh nghĩa là một trang trại nuôi cá lồng. Anh ngó kỹ mấy chỗ bê tông quá kìa. Tại sao? Bảy lửa khóa chọc quê tụi này, ổng thường kêu chúng là băng hai con rồng ướt. Ông ta tách lá mười cơ làm đôi. Hai con rồng ở nhà Thư Tây và cô Như Diện đều lại là chúng không cùng một phía, mà là hướng vào nhau. Quá chính xác. Tư Tây và Sơ Anna giống nhau ở chỗ trái tim đều cô đơn. Hai trái tim ghép vô nhau thành một biểu tượng hoàn hảo, giống như số 10 và mặt trăng. Tim cô đơn là tim đen. Đen vì tình, chính là ám chỉ căn cứ Trăng Đen. Vậy là lá bài thứ bảy ở đó. Chắc chắn rồi. Tụi sông Xà dám từ chối hợp tác với băng lửa thần vì bể lửa đặt điều kiện rất là quá đáng. Ông ta nổi giận, dẫn quân đánh thốc vào căn cứ Trăng Đen. Đọc ở chỗ có rất ít người biết về vụ tấn công sét đánh không kịp bưng tay này. Đáng nói hơn, bể lửa chơi ngông tới mức chỉ sai người kéo thủ lãnh của băng sông Xà tát cho hai cái rồi bỏ đi. Cái tên mà Quang Khùng bán cho tụi mình với cái giá cắt cổ chính là trong lúc bảy lửa ra qua với tụi sông Xà. Gã quất xấu số đã biến mất. Một đàn em đã giải nghệ của sông Xà có nhìn thấy hắn lúi húi làm cái gì đó rất mờ ám ở phía sau khu căn cứ tiếp giáp bờ sông. Quất đã từng giữ lá bài thứ ba, chứng tỏ là rất được bảy lửa tin tưởng trong vụ này. Ta sẽ tới đó để kiếm lá cuối cùng. Không có dễ đâu em. Đừng có lo, em đã có kế hoạch hoàn hảo rồi. Chỉ cần đêm xuống, bóng tối sẽ đi đôi với tội ác. Đẹp quá. Anh tới đây. Sao mà anh cao có như ông già vậy? Cảnh đẹp như vậy mà không tận hưởng thì uổng lắm. À! Anh tới đây ngắm cảnh với em, đẹp lắm. Nếu anh không chịu tới thì em la lên đó. Không bảo em yêu anh. Em yêu anh. Mặc kệ anh có yêu em hay không, em vẫn yêu anh Hồng. Linh Trúc. Linh Trúc. You
Chưa chết, mừng thiệt. Nhưng không biết ảnh sao rồi, có thoát không nữa. Linh Trúc của mình hay gì, tao không tha cho mày đâu. Bây giờ cậu qua cơn nguy kịch rồi. Anh vô lo cho cổ đi. Cô ấy vẫn luôn thương yêu và luôn quan tâm đến em. Tôi xin lỗi, tôi lộn người. Đang ở trên đầu anh. Điện thoại, tiền bạc bị lục sạch. Buộc phải xài cái trò thư tay cổ điển. Nhớ em lắm phải không? Em biết mà. Nhớ thì viết lại mấy dòng rồi bỏ vào đầu lâu tình ái nha. Linh Trúc. Sai không? Cứu! Mày càng la, tao càng hứng thú đó. La đi. Rồi khi mày tỉnh dậy, mày sẽ cảm thấy sung sướng đó cái con nhỏ kia. À!
tới kịp mà. Ủa, anh tỉnh rồi hả? Nè, thực phẩm dinh dưỡng tình yêu nè, ăn đi anh. Ngon không? Ngon ngon ngon. Ăn cho hết nha, tự tay em nấu đó. Anh Bảo. Linh Trung. Linh Trung. Linh Trung à. Linh Trung. Linh Trung. Linh Trung. Linh Trung. Linh Trung. Anh sao vậy? Em nghĩ anh có thể làm sao? Anh vừa làm chuyện gì khiến anh phải suy nghĩ? Vậy à? Anh hối hận rồi. Dám chọc quê anh hả? Em sai sao? Đã làm điều gì thì không bao giờ hối hận. Bây giờ anh nói cho em nghe được chưa? Nếu như anh gặp nguy hiểm, em có đồng ý xả thân để bảo vệ anh không? Có chứ. Thật không? Lúc cầu hôn em, anh có hiểu em không? Hồi đó cho đến bây giờ, anh là người duy nhất hiểu được suy nghĩ của em. Vậy tại sao anh còn hỏi? Anh yên tâm rồi. Dạ rồi, tôi hiểu rồi anh. Dạ. Huân. Dạ. Cậu vô phòng tôi nói chuyện chút. Dạ. Tình hình cô gái như thế nào? Có vẻ tỉnh táo, nhưng cô ta vẫn kêu mệt, nên em chỉ hỏi được vài câu. Cô ta có biết bị ai tấn công không? Hắn đeo mặt nạ, kiểu như phiên người nhện. Sát thủ bóng ma? Cũng chưa chắc lắm anh. Lý do? Bóng ma thường chỉ ra tay trong những trường hợp đặc biệt. Hắn chưa từng làm hại phụ nữ, trẻ em và những người lương thiện. Kiểm tra kỹ thân phận của cô gái chưa? Cô ta tên Linh Trúc. Nghề nghiệp chính là đầu tư chứng khoán và mua bán nhà đất. Đoạn lý lịch trước năm 20 tuổi khá là mơ hồ. Nói vậy là có liên quan. Vấn đề ở chỗ, hiện tại cô ta đăng ký tạm trú ở nhà của Tám Liên. Cô ta khá thân với bà này, trong khi đó bóng ma lại là đàn em của Thiên Sói. Còn điểm nghi vấn nào nữa không? Ai cũng biết, bóng ma rất giỏi cận chiến. Kỹ năng võ thuật của hắn hết sức đặc biệt. Một khi xuất dao là đâm trúng đối thủ. Thì sao? Nạn nhân lần này cũng bị trúng phi dao. Thủ pháp phi dao hướng lưỡi dao đâm vào da thịt, vết thương để lại tương tự như vụ sát hại nạn nhân Quỳnh Đại Ca và những gã giang hồ cộm cán trước đây. Thủ pháp giết người của Hoàng Yến? Điều này thì có thể tách làm hai khả năng. Bóng ma và Hoàng Yến là một, chưa từng xuất hiện cùng một lúc. Thiên Sói cố tình tung tin này ra để dọa các đối thủ cho giang hồ.
khả năng này khó xảy ra lắm. Bởi vì hầu như tất cả các nhân chứng đều khẳng định cặp đôi sát thủ này thuộc hai giới tính khác nhau. Vì vậy, nó dẫn tới khả năng thứ hai. Chúng là một cặp tình nhân, hoặc chí ít, chúng cùng luyện chung khả năng giết người. Hai tên sát thủ này là ai thì chỉ có Thiên Sói là biết rõ nhất. Điều khó khăn của chúng ta là lệnh của cấp trên, phải làm theo trình tự. Cô à, cô soi gương đi. Sao vậy? Mặt cô dính gì hả? Đâu có, con chỉ thấy tội thôi, nhìn buồn muốn chết à. Con nhỏ này, con còn mạnh như vậy á, cô cũng mất công lo à. Thôi mà, đừng có nói nữa. Thằng nó tệ thiệt. Trời, trái tim bự chành bành gì nè, mà hả, đâm dao cũng không trúng nữa. Dở ẹt. Trời ơi, cô xin con mà rút, đừng đùa giỡn với tánh mạng của mình như vậy nữa. Chỉ cần mũi dao đi lệch một chút xíu nữa thôi là vô tim rồi đó. Con muốn được gục trong tay người yêu mà chết. Như vậy suốt đời anh sẽ không quên được con. Con khùng thiệt đó. Chết vì đàn ông liệu có đáng không? Cô hỏi ảnh thì biết. Đen, mày thấy thế nào rồi? Ổn. Ngồi xuống đi. Dạ. Bây giờ tao muốn mày khai thật toàn bộ sự việc. Nếu như có nửa lời gian dối thì đừng có trách tao. Mày ngủ với con gái của tao bao nhiêu lần rồi? Chưa. Nói lắm. Ngủ chung phòng chung giường, chứ tôi chưa làm gì hết. Tao không tin. Tôi nói thật, tôi không làm gì con gái ông hết. Mày là gay à? Không. Tôi tôn trọng con. Đối với tôi, tình yêu nó quan trọng hơn tất cả. Mày không có tư cách giết quyền con gái của tao. Chó chết, nó không quen. Tao không có giết mày, nhưng mà mày sẽ sống không bằng chết, mày hiểu chưa? Tao đâu hả sao?
canh đi dài nè. Đẹp quá. Đây nè. Đây. Trời ơi, ở đây còn nhiều lắm nè. Trời ơi, tha hồ mà bức luôn á. Bên kia nó kìa. Ở kia kìa em. Đấy. Ê, bức có gì cho anh với nha. Anh ít hơn em á. Đó, đẹp quá à. Đây nữa nè. Hai đứa đang làm gì vậy? Ba à, ba. Con gái của ba. Con trai ngoan quá. À, chào anh. Tôi xin phép được đón con về. Ừ, em về nha. À, con trai của má hôm nay lớn quá, con nhớ ngoan nha. Em vợ em sẽ về thăm anh. Ừ, chào anh. Anh khỏe không? Em cũng vậy. Thiên Sôi nói gì vậy mày? Thiên Sói nói với tôi, ông hãy cho anh Đen đi. Tôi hứa sẽ đảm bảo để anh ấy không lại gần Liên Nhi. Mày cút khỏi phòng tao. Nếu như ông không đồng ý, tự tôi sẽ đưa ảnh đi. Mày muốn chết hả? Tao sẽ cho mày chết. Cuộc sống của anh em tôi coi như đã chết rồi. Ông không cần phải dọa. Tụi bay từng đứa một phản lại tao. Tụi mày nghĩ Thiên Sói này là ai? Mày đưa nó đi cũng được, nhưng mà con nhỏ đó mày để lại cho tao. Không ai được đụng tới một cọng tóc của cô ấy. Nếu chết, tôi cũng sẽ kéo ông theo. Mày đi quá xa rồi đó Sam. Anh cũng vậy mà. Tao khác. Tao có thể chết, chết để Liên Nhi được hạnh phúc cũng đáng mà. Ai vậy? Thì tôi cũng vậy.